Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Ở Đâu Rẻ Nhất. Với phương châm là tìm kiếm những shop bán hàng uy tín với chất lượng sản phẩm tốt và giá cả hợp lý để gửi thông tin đến cho các bạn. Mình xin chia sẻ bộ đồ bầu sau sinh thu đông chất đuổi lụa cao cấp, mặc ở nhà và cho con bú cực kỳ xinh luôn. Các bạn có thể tham khảo dòng sản phẩm này nếu có nhu cầu nha. Đây là bộ đồ bầu sau sinh được thiết kế rất là xinh xắn và nhã nhặn. Với khóa kéo ở bầu ngực, các bạn có thể thoải mái cho con bú mà không vướng víu cái bộ đồ mình đang mặc ha. Rất là tiện và gọn luôn nè. Sản phẩm này được bán trên Shopee với 5,4 ngàn sản phẩm đã bán rồi. Và giá đang giảm 38%, 105.000 cho một cái bộ đồ bầu sau sinh xinh đẹp như thế này. Các bạn có thể tham khảo mua hàng nếu có nhu cầu. Đường link sản phẩm mình đã đặt sẵn bên dưới phần mô tả của video các bạn nhé. Sản phẩm được thiết kế free size nha các bạn, từ 45 cho đến 68kg. Các bạn chỉ cần chọn cho mình cái màu sắc mà mình cảm thấy là ưng ý nhất thôi và đặt hàng. Mình sẽ xem qua một số đánh giá của khách hàng nè. Tình hình dịch mà shop giao hàng cũng khá là nhanh, đóng gói sản phẩm kỹ, giao không thiếu mẫu nào. Về sản phẩm chất áo thì mình khá là ưng, sản phẩm như hình sẽ ủng hộ shop tiếp. Đây là hình ảnh của áo nè các bạn. Đã nhận được đủ hàng, vải chất đuổi mềm mỏng mát, shop tặng một cái dây buộc tóc xinh xinh. Nói chung thì đây là một bộ đồ bầu sau sinh được thiết kế khá là thông minh, với chất đuổi rất là mát. Các bạn có thể thoải mái mặc một bộ đồ như thế này để chăm sóc em bé của mình. Và đây là một shop bán hàng cũng khá uy tín nên các bạn an tâm khi mua hàng. Video chia sẻ sản phẩm của mình ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn cũng đừng quên like, share, đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những video mới nhất nha. Xin chào và hẹn gặp lại.